Sapa này không thể đi nổi, toàn dốc cao. Be careful. No T-shirt. Người Potter, người Nepal này thường thường là lúc đầu thì trẻ, thì lấy kinh nghiệm thì người ta đi mang vác đồ giúp cho khách á, cũng làm một nghề, xong rồi tích lũy, mất tầm một vài năm khi có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ thành tour guide. Tại vì cái tour guide được cái trách nhiệm nó rất phải là lớn đối với khách, trong là cần thời gian và kinh nghiệm. Họ có một cái sợi dây và đeo vào đầu như này, tạo thành một góc góc hình tam giác, trợ lực rất là tốt. Nhưng mà nếu người nào mà đeo không quen có thể gãy cổ nếu mà không đúng cái kỹ thuật. Một người Potter này trung bình mang vác khoảng 25 đến 35 kg hành lý cho khách, tùy vào cái mức ấy, nhưng mà thường thường làm đi một típ nhiều chỗ. Những người Potter này tùy vào từng chặng, những chặng khó từ 150, 200 đô, 300, 500 đô tùy, nên lên típ cho họ vì cũng khá vất vả, giúp cho mình nhiều trong cái hành trình để đi trekking này, chứ không thể nào mà một người kể cả bán chuyên nghiệp mà tiên bỏ vác một cái lượng hành lý ba mươi mấy kg như này đi một nơi độ cao lớn là rất là khó. Những cái chặng leo núi lớn như kiểu Everest hay những cái đỉnh cao 7-8 ngàn mét thì cái mức trả cho người Potter cũng nhiều hơn, có khi và 10 ngàn, 20 ngàn đô. Bởi vì có khi họ bỏ mạng theo mình thì cũng thì giá rất là quá rẻ. Đường xa rất nhiều thì là đúng là cái này cũng khoảng khó khăn. Rest cũng ngày trước nhá, ở cái cung cái trận mà động đất Annapurna thì cũng có nhiều người thuê cái tour guide vớ vẩn nhá, đến khi có chuyện xảy ra bỏ luôn được khách chạy, đâm ra phải tìm những chỗ nơi uy tín. Yeah. I have one daughter. One daughter. Yeah, she's 5 years old. 5 years old. Yeah. So you have to go walking all the time. Yeah, all the time. Because for them, yeah. People got the problem with the attitude singing. Yeah. Yeah. So how can they contact? They have to ring the insurance or? Yeah. Insurance. Yeah. Insurance company gonna contact the helicopter come here, yeah? Yeah. If... वर्षदिनभो तिम्रै घरको बाटो हिँडिरहन मन लाग्छ वै कुन्नी किन हो।